tục vào việc anh chị ơi. Đường xe tải nhá, đường xe tải này. Lô đất này hơn 100m2, chợ ngay đầu đường này quý chị. 1,85 tỏi thôi, 1,85 tỏi. Phải nhanh anh chị nhá. Ngang 5m anh chị, lô này này. Thành phố Di An. Bước ra ngay đầu đường sẽ là chợ. Xíu nữa ra em quay cho anh chị mình xem nhá. 106m2, ngang 5m, dài 21m5. Cái đường này là đường xe tải giống như nãy giờ anh chị thấy chiếc xe tải đúng không ạ? Bây giờ mình ra đứng đó, em quay cái chợ cho anh chị mình xem nhá. Mời anh chị đi. Đường trước đất này. Đầu hẻm đây quý chị, hẻm 262 quý chị nha. Bên đây là đường liên huyện anh chị nha. Chợ này. Từ đây đổ lên đây là chợ rồi quý chị ạ. Chợ cổng chính trên đây, không tới 200m đâu, là cái chợ Phú An. Chợ Phú An đây quý chị đâu. Đó. Vậy là cái bất động sản của mình nó gần cái đường liên huyện này và gần với chợ Phú An anh chị nha. Từ đây ra là đã là chợ rồi quý chị nha. Đó, vậy là tính ra vào cái lô đất mình cực kỳ gần luôn quý chị ạ. Kế bên chợ luôn. Ở đây mình xây tự do ha, xây nhà trọ được luôn, xây nhà cấp 4, nhà tạm 1 2 3 lầu, thích xây thì mình xây quý chị ha. Đất này là đất xây tự do quý chị nha. 21m5, 21m5 thì tưởng tượng đi giống căn nhà này quý chị này. Vuông góc anh chị nha, đẹp nha, hướng đông bắc nha. 106m2, có 80m thổ cư rồi. Anh chị muốn lên thêm thì anh chị cứ lên nha. Đây là một cái thửa đất xây tự do, xây thoải mái mà kế bên khu chợ. Ở đây quý chị, mình ở đây mình đi chợ mình chỉ cần đi bộ thôi anh chị ha. Cực kỳ thuận tiện. Phường Tân Bình, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương anh chị nha. Gần đường liên huyện, gần chợ Phú An, ngay đầu đường. 1,85 tỏi, vẫn còn nói chuyện. Nếu mà anh chị thấy phù hợp vào việc